Được, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì bây giờ thì mình đang đi tập thể dục buổi sáng các bạn. Hôm nay may mắn được nghỉ nên đi tập thể dục buổi sáng. Thì mình có thấy một căn nhà đang xây đây đó, và một cái kết cấu gọi là kết cấu này thì mình gọi là kết cấu cột gỗ kèo thì xà gồ, mái lập tôn cũng khá là hay. Và ở bên chỗ này các bạn, đây là đang là một cái dốc các bạn, dốc dốc ta đang đi xuống nè, thì có một cái căn nhà màu trắng bên đây nè, màu trắng sữa, có một cái hàng rào người ta làm theo độ dốc cũng khá là hay. Cho nên mình muốn được cùng bạn đi xem những cái kết cấu này nó như thế nào đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dốc nè. Dốc này cực cực kỳ dốc luôn các bạn. Dốc này dốc cực kỳ luôn. Chắc là dốc có 45 độ có à. Dốc mà trơn nữa chứ. Ở đây. Đó. Căn nhà này thì nó có cột gỗ nè các bạn. Những cái cột gỗ đây. Thì nó sẽ có những cái kèo. Kèo lên đây nè. Kèo đây. Đó, cột gỗ rồi kèo. Rồi xong rồi cũng lập xà gồ và cuối cùng là lập tôn tôn này các bạn. Cái tôn này là tôn xốp, chống nóng cách nhiệt gì đó. Bạn thấy cái tôn này nè, ở dưới nó có một lớp trắng bạc không? Thì cái tôn nào mà có lớp trắng bạc ở dưới thì thường là tôn cách nhiệt. Đó, lớp trắng bạc nó dùng để cách nhiệt. Còn cái xốp á, giờ cái xốp thì dùng để cách âm. Còn cái lớp bạc nó dùng để cách nhiệt. Tôn thì là tôn rồi, nên tôn này là tôn đó, bạn thấy không? Đây là cái tôn, xốp đây. Kết cấu của cái nhà này cũng khá là hay đó chứ hả? Thì sau khi người ta dựng những cái cột gỗ xong đúng không ạ? Cột gỗ này có chiều cao khác nhau. Thì xong rồi dựng những xà gồ kèo lên, kèo xà gồ đó, kèo xà gồ bạn thấy không? Rồi xong rồi người ta sẽ lập tôn lên. Thì các bạn để ý ở giao với hai mặt phẳng á, là phẳng này nè, mà phẳng chỗ này nè, mặt phẳng chỗ này nè, giao hai phẳng này thì người ta sẽ xử lý như thế nào đây? Thì giao giữa hai phẳng đó, người ta sẽ có một cái miếng tôn mỏng lập ở dưới đó các bạn. Tôn mỏng ở đây nè, không thấy không? Tôn bỏ nó về là lập ở dưới nè đó. Đó, cái lớp tôn mỏng đó sẽ được lập ở dưới, để dưới hàng phẳng đó thì chắc chắn sẽ có khe hở, cho nên người ta lập lập cái tôn tấm tôn phẳng đó ở dưới để chống rỉ nước. Cái nhà này giống với kiểu nhà sàn các bạn ha, nó y kiểu nhà sàn vậy đó. Ở dưới thì cũng không có gì hết á, có cái cống ở trên đó, còn cái cây những cây này các bạn, cái cây này thì mình cũng không biết là cây gì nữa, nhưng mà đường kính nó khoảng 2 tấc, đường kính của những cái cây đó khoảng 2 tấc. Các bạn hãy nhìn kết cấu này khá là lạ nha. Cột thì bằng gỗ, gỗ gì không biết, xà gồ hay là xà gồ 50, có 50 là có 48,
Tôn này là tôn xốp. Đấy. Bây giờ thì mình đi xuống dốc nhé. Xuống dốc thì mình bên đây người ta có trồng rau cải. Rau cải này mình nghĩ chắc là khá là chất lượng đấy. Rau cực kỳ xanh luôn các bạn. Rau rất là xanh luôn. Thấy tầm cảnh cái nhà này không à? Còn kia là cái dốc mà hồi nãy mình mới đi ngang lên kìa, không? Cực kỳ dốc luôn, dốc cỡ 45 độ có. Dốc mà nó trơn nữa chứ. Đó. Các bạn có thấy ngôi nhà này không ạ? À? Ngôi nhà này khá là nhỏ, nhỏ nhưng mà em thấy nó rất là đẹp. Khá là tiện nghi bên trong. Đó. Đấy, bạn thấy cái dốc này không ạ? À? Dốc này đây. Thì đây là cái hàng rào nè. Thì ở đây là cái cổng. Đây là cổng đúng không ạ? Đây là những cái hàng rào lên từ từ nè. Thì hai cái chỗ này nè. Người ta làm một cốt. Xuống nó giật thêm cốt nữa. Xuống nó giật thêm cốt nữa. Và cái từ đây ra bằng đó. Nhưng mà cái kiểu là hàng rào này là theo cái chỗ nào mà có sườn dốc á. Ở đây là đang ở trên núi các bạn, nên là rất là nhiều sườn dốc. Cho nên thường thì người ta sẽ làm những cái kiểu hàng rào như thế đó, theo độ dốc. Thì cái khoảng giật cái xuống này xuống nè, từ đây do đồng cốt không à, giật xuống thì khoảng chắc cũng nửa mét á. Đây đó là cái không gian. Xe chạy qua chạy lại miết à. Còn ở bên kia thì có một cái người thợ, người ta đang đóng cái máy. Cái kiểu cái máy này các bạn nhìn thấy nhiều đúng không ạ? Nhìn thấy rất là nhiều rồi. Đó. Cái máy này thì ở đằng trước nè, có một cái máy gọi là máy chính đi, máy chính nằm đây, máy chính nằm đây. Ở đằng sau có một cái máy nhỏ nữa,
kiểu máy này nó vậy đó. Thì mà bữa nào mà mình thấy kết cấu nào đẹp hơn nữa thì mình sẽ kiểu máy kiểu vậy đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ like, subscribe và share clip này cho các bạn khác cùng biết đó nhé. Và các bạn nhớ click quảng cáo ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.